Thưa quý vị, hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Thương tính Sacombank chi nhánh Trà Vinh đã trao số tiền ủng hộ gần 127 triệu đồng. Đây là số tiền do tập thể cán bộ, nhân viên của Ngân hàng Sacombank chi nhánh Trà Vinh đóng góp nhằm thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Bà Nguyễn Thị Kim Nhi, Phó Giám đốc Ngân hàng Sacombank chi nhánh Trà Vinh mong rằng số tiền ủng hộ này sẽ góp phần giúp đồng bào các tỉnh miền Bắc khắc phục hậu quả nặng nề do cơn bão số 3 gây ra và sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Theo ông Kiên Banh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh, đến nay Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận được gần 13 tỷ đồng từ các cơ quan đơn vị cá nhân trong và ngoài tỉnh để ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.